Bây giờ Thanh Điền và Hà Trinh mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Thành phố chuyển động. Hà Trinh à, mỗi năm cứ vào mùa thi á, Điền thấy là bên cạnh đối tượng chính là các thí sinh cảm thấy căng thẳng lo lắng, thì còn có một đối tượng khác cũng căng thẳng lo lắng không kém. Đó chính là cha mẹ của các thí sinh. Trinh nghĩ sao nếu như mà ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với khán giả đang theo dõi chương trình về những cái biện pháp để mà chuẩn bị tâm lý cho các bạn học sinh trước khi bước vào những kỳ thi quan trọng? Đó là một ý kiến rất hay. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thạc sĩ tâm lý Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao, trưởng bộ môn tâm lý trường Đại học Sài Gòn. Xin chào thạc sĩ tâm lý Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao ạ. Chào Hà Trinh, chào Thanh Điền, chào khán giả của chương trình Thành phố hôm nay. Dạ, thưa chị Quỳnh Giao, Thanh Điền tò mò một chút là không biết là trong gia đình mình thì có con em đang chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học không ạ? Thật ra là mình có hai cô con gái, và cô con gái đầu thì còn 2 năm nữa mới chuẩn bị thi vào đại học. Khoảng thời gian như thế này và năm trước thì gia đình cũng rất là lo lắng vì cháu có một cái kỳ thi mà tôi cho rằng là rất quan trọng, đó là kỳ thi chuyển cấp từ lớp 9 sang lớp 10. Dạ. Thanh Điền thấy là thời nay không chỉ là thi đại học mới căng thẳng đúng không ạ? Thi chuyển cấp từ lớp 9 sang lớp 10 rồi thậm chí là chuyển cấp từ lớp 5 lên lớp 6 cũng khiến cho nhiều gia đình phải căng thẳng, cả nhà ông bà cha mẹ đều căng thẳng. Thật ra thì đây là cái áp lực không chỉ là của các em học sinh đâu mà của các bậc phụ huynh nữa, bởi vì là làm cha làm mẹ thì ai cũng kỳ vọng vào con mình, mong muốn con mình được học một cái nơi, một cái trường tốt nhất với những cái thầy cô dạy thật là giỏi. Bây giờ cái thời điểm này thì các em đã đăng ký để thi vào các cái trường đại học rồi, thì cái vấn đề mà chọn trường á thì chúng ta không bàn đến nữa. Nhưng nếu như con mình thi từ lớp 12 lên đại học thì cái cơ hội học tập của các em nó rất là rộng mở. Thế nhưng mà ở lớp 9 lên lớp 10, đặc biệt là các em ở lứa tuổi này thì còn nhiều cái điều chưa chín chắn, sự am hiểu về vấn đề học tập nó cũng chưa nhiều đấy. Mà phụ huynh không hỗ trợ được các em thì quả thật là rất là khó khăn. Thực chất là có nhiều em học rất là giỏi, nhưng việc chọn cái trường thi nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 không có hợp lý thì các em có thể thi rớt cả hai trường. Và cuối cùng là phải đi vào học một cái trường dân lập nào đó thì cũng là một cái vấn đề. Nên là trong giai đoạn này thì tôi nghĩ rằng là phụ huynh nên cập nhật thông tin và cập nhật cái sức học của con em mình để có thể hỗ trợ con em mình có một cái sự lựa chọn hợp lý nhất. Một trong những cái kinh nghiệm của tôi đó là chúng ta đừng tin vào những cái kết quả được báo qua cái số điểm. Bởi lẽ là nhiều khi có những cái kết quả là kết quả ảo. Chúng ta nên thăm hỏi giáo viên, những cái giáo viên dạy những cái môn mà các em sẽ thi vào lớp 10 để mình biết thực lực, cái sức học của con em mình. Thưa chị Quỳnh Giao, nhiều bố mẹ cảm thấy rất là áp lực khi mà con mình chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học, nên họ quyết định là sẽ dành hết toàn bộ thời gian công việc của mình để hỗ trợ cho con không cần phải làm gì hết, chỉ cần tập trung học mà thôi. Cũng có nhiều bố mẹ là rất là mất mặt vì con nếu mà con không đậu. Vậy thì theo chị thì mình sẽ giải quyết cái tình huống đó như thế nào? Tùy vào từng cái hoàn cảnh gia đình thì chúng ta sẽ có những cái việc là hỗ trợ các em trước cái kỳ thi. Chúng ta hoàn toàn có thể tạo những cái điều kiện là giảm bớt những cái áp lực công việc cho các em để các em có thể tập trung nhiều hơn vào cái việc học. Tuy nhiên cái điều mà Hà Trinh có trao đổi đó là nhiều phụ huynh gây cái áp lực, ví dụ như là nếu con mà không đậu quá thì là gia đình này là xấu hổ chết luôn, bà con lối xóm mình sẽ coi gia đình mình là cái gì. Thật ra chính bản thân phụ huynh thì chỉ muốn tạo cho con em mình một cái lực đẩy để các em tiến về phía trước thôi. Nhưng mà lực đẩy thì nó có nhiều cái dạng khác nhau lắm. Thì bây giờ chúng ta cứ hình dung đi, nếu như các em học, các em nghĩ là mình phải học để vì một cái cơ hội, một cái tương lai sáng lạng hoặc là một cái phần thưởng nào đó, thì tâm lý nó sẽ thoải mái hơn nhiều là học. Nếu không học là sẽ bị một cái sự trừng phạt nào đó, thì rõ ràng là hai cái tâm lý nó khác. Nên là chúng ta hoàn toàn có thể tạo áp lực, bởi vì không có áp lực thì các em nó sẽ không đẩy về phía trước được. Nhiều khi cha mẹ thương con nó kêu thôi con học đi con, thì rớt cũng không sao đâu, thì các em nó sẽ không có phấn đấu. Nhưng mà mình tạo áp lực bằng cái phần thưởng thì nó vẫn hơn là cái việc tạo áp lực bằng cái việc đe dọa các em. Thực ra đứa trẻ nó chưa bị căng thẳng đến mức đơn như vậy đâu, nhưng mà cha mẹ căng thẳng quá nó cũng sẽ căng thẳng. Mà bước vào phòng thi hoặc là chuẩn bị với kỳ thi mà với tâm trạng căng thẳng như thế thì thật sự là không hiệu quả. Dạ quá thật, khi mà vào phòng thi mình có cái tâm lý căng thẳng thì dễ dẫn đến cái tình trạng ảnh hưởng đến kết quả, hoặc thậm chí là quên hết tất cả những bài mình học luôn. Vậy làm sao mình để giải tỏa được cái tâm lý này ạ? Trước hết là mình muốn chia sẻ một chút là cái cách mà chúng ta học như thế này, cái trí não của chúng ta về cái khả năng ghi nhớ của chúng ta thì đầu tiên là mình phải ghi nhớ, xong rồi sau đó là mình phải ôn luyện nó lại, thì đến khi vào phòng thi thì mình mới lấy nó ra được. Vậy thì có nhiều bạn là ghi nhớ rất là tốt, xong rồi nghĩ rằng là mình đã học thuộc rồi nên không ôn luyện lại, tức là mình chưa đưa
từ cái kho thứ nhất người ta gọi là trí nhớ ngắn hạn vào cái kho trí nhớ thứ hai là trí nhớ dài hạn. Thì đến khi vào phòng thi thì cái ngắn hạn này nó đã bị phai mờ đi rất là nhiều, nên là vào phòng thi có thể là quên. Do vậy là cái kế hoạch để ôn luyện thường xuyên, nhiều khi ngày hôm nay mình học, ngày mai mình cũng phải ôn lại, bữa sau mình cũng ôn lại, chứ mình đừng nghĩ rằng là chương này mình đã học xong rồi là xong. Nên là đây là một cái điều lưu ý với các thí sinh. Điều thứ hai nữa là nhiều bạn bảo là em cũng đã thi thử rồi nhưng mà vào phòng thi là tim em nó cứ đập loạn xạ lên hết, thì thậm chí là em cảm thấy choáng váng luôn. Chúng ta nên luyện cái cách hít thở sau này, và khi mà chúng ta hít thở sau khoảng 10 nhịp thì chúng ta sẽ cảm thấy nó đỡ hơn, nhịp tim nó cũng trở nên là ổn định lại hơn, và đầu óc bắt đầu nó sẽ minh mẫn hơn. Nên là các bạn cũng có thể dùng cái biện pháp tức thời lúc bấy giờ, là nếu cảm thấy căng thẳng quá thì ngồi giống như là mình nghĩ đến một cái tương lai sáng lạng, nên mình hít thở, hít thật sâu rồi thở ra thật từ từ khoảng 10 lần, đợi trong cái giai đoạn nó phát đề thi là vừa. Yeah. Nói tóm lại là các bậc phụ huynh sẽ phải hỗ trợ cho con em của mình như thế nào trước khi bước vào những cái ngày thi căng thẳng ạ? Thật ra thì đối với những đứa con mà các cháu có cái khả năng lên kế hoạch học tập tốt thì chúng ta có thể là thăm hỏi và động viên và tạo những cái điều kiện tối đa cho các em để các em có thể học thi. Ví dụ như nhiều em bảo rằng là ban ngày nó có thể ngủ, nhưng mà đến khoảng 9 giờ tối mới xách bài ra học. Thật ra là các em cảm thấy là đầu óc mình minh mẫn vào khoảng thời gian đó. Nếu các em cảm thấy ngủ ban ngày, học vào lúc 9 giờ đêm đến 12 giờ đêm rất hiệu quả, thì chúng ta hãy tạo điều kiện. Chứ đừng có bắt ép rằng không, học ban đêm làm sao có hiệu quả, con phải ngủ. Ban đêm con ngủ, còn ban ngày con học, thì các cháu sẽ bị căng thẳng là vì nó không làm được đúng theo cái sở thích của nó và cái khả năng của nó. Nên là chúng ta cũng lưu ý rằng là tùy đứa trẻ. Nhưng mà có những cháu là trông có vẻ thì rất là chăm học nhưng mà không học được gì cả. Ví dụ như không có ai ngồi bên cạnh thì các cháu bắt đầu cầm quyển sách, bắt đầu gà gật, xong rồi nằm lên giường gà gật, cái là mặt tập úp lên mặt là xong, bắt đầu là thăng đường luôn. Nên là nhiều khi là với những cái trường hợp như vậy thì bố mẹ phải đồng hành với con mình, thậm chí là mình phải cắt cử vợ hoặc chồng sang ngồi đọc báo bên cạnh con thôi, chỉ cùng mục đích là có học bài chưa. Thậm chí là mình phải theo sát chương trình, nếu như con học những cái môn phải học thuộc bài thì mình sẽ hỗ trợ con là ôi con học chưa để ba khảo lại cho. Tức là mình giúp cho các cháu cái việc là các cháu kiểm tra xem cái khả năng ghi nhớ của mình như thế nào. Và vào những cái ngày mà cận kề ngày thi thì cần phải quan tâm lo lắng cho các cháu những cái chế độ ăn uống, những cái thực phẩm như thế nào để có thể giúp cho các cháu có đủ cái sức khỏe. Và vào cái ngày đi thi thì mình sẽ là cái người là gì ạ, phụ trách rất nhiều việc, nào là hậu cần, nào là cán bộ đường lối, nôm na là sáng thì tay thức con dậy, xong rồi lo ăn sáng cho con, rồi đưa con đến trường, đến các cái điểm thi, và mình nên chở con đến điểm thi trước đó để các cháu biết, và mình cũng phải khảo sát cái đoạn đường đó như thế nào. Nếu như mà hay kẹt xe thì mình cũng phải có cái lộ trình của mình. Bên cạnh đó thì cũng kèm theo một cái số thực phẩm nếu mà cần thiết cho con mình để hỗ trợ. Tôi thấy là có rất nhiều phụ huynh chu đáo đến độ rằng là con ở trong phòng thi mà bố mẹ cũng phải ngồi ở ngoài phòng thi để chờ con. Thì thật ra thì một số trường hợp thì không cần thiết, nhưng nếu như cảm thấy rằng là như vậy thì mình yên tâm hơn và con sẽ cảm thấy có một cái nguồn động viên lớn, thì chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện những điều đó. Tức là vào những ngày cận kề ngày thi thì cha mẹ phải là cái người bạn đồng hành sát cánh cùng con, thậm chí là thức ăn ngủ và nghỉ cùng con. Xin được cảm ơn những chia sẻ của Thạc sĩ Quỳnh Giao trong chương trình hôm nay. Thanh Điền tin rằng đó là những chia sẻ vô cùng hữu ích cho tất cả các gia đình đang có con em chuẩn bị bước vào những kỳ thi lớn. Thưa quý vị và các bạn, ai đó đã nói vui rằng là mỗi năm đến mùa thi là rất nhiều gia đình lại sẵn sàng bước vào những trận đánh lớn. Và Thanh Điền hy vọng rằng là qua những chia sẻ vừa rồi của Thạc sĩ Quỳnh Giao thì tất cả quý vị đã biết cách chuẩn bị tâm lý thật vững vàng cho con em của mình và cho chính bản thân của mình, và những trận đánh lớn của các gia đình sẽ thành công.